Chứ. Suốt tôn trọng anh. Điểm cảm ơn Lộc Neo nha. Anh Lộc Neo ơi. Trời giờ bữa nay cố con gái luôn kìa. Anh Lộc Neo ơi, em ơi, em mới lấy 19 con chó, có gì giúp đưa cho gì. Rồi chờ xíu chị ơi, lát có nước suối luôn. Trời quá trời nè má ơi. Rồi anh bảo ok nha, anh Lộc Neo ơi, lát để lấy 19 gì trước nha. Anh Bảo không qua bên kia live chung quay là quyết định. Ok nha Lộc Neo ơi, bữa giờ chưa cặn còn gì hết, còn muốn lấy nè. Gì? 20 trứng nãy giờ. Muốn lấy gì xin lấy rồi. Đây, vậy mày cũng quảng cáo. 10 trứng à, xin lấy 10 trứng à, của Lộc Neo. À, Lộc Neo gửi tiền rồi. Gửi tiền rồi đúng không? Gửi nào? Mới gửi con. Đâu? Tụi con biết làm gì vậy trời. Má giờ mấy trứng. 20 trứng của ai? Cái đó của chị Quyền ra lấy. Rồi bây giờ là khập quân kha. Lấy 29 hả? Ờ bây giờ khập quân kha. Nam mô A Di Đà Phật anh Lộc Neo đi. Nam mô A Di Đà Phật anh Lộc Neo. Bán hàng nó ế ra. Nó kêu tôi mở hàng giờ đã bán hết rồi. Ôi Sơn lấy 10 trứng muối đi. Có người cặn gì Sơn 10 trứng muối nè. Anh Lộc Neo. Lộc Neo cặn gì Sơn 10 trứng muối lấy đi. Là 30 đó. Là 30 trứng á. Ông Lộc Neo để con gửi tiền đi. Con nhận tiền rồi nè Lộc Neo. Nè 50 của anh Lộc Neo. Còn cái kia là 20 trứng của chị Quyền. Quyền mà. Con ờ con phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Lấy anh gà lấy rồi. Bữa giờ chưa cặn còn gì hết, muốn lấy trứng gì thích chị trả tiền cho em 20 quả. Rồi, rồi. Lấy luôn. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha chị Sơn. Lấy con 10 trứng muối, 10 trứng mười trứng lạc đi chị Sơn. Thôi 10 trứng muối, 10 bách thảo đi. Chi mò mò. Chứ hả kêu ăn nít. Cái 10 trứng muối hồi nãy là của gì Sơn nha. Ăn thử cái hàng ngon. Cảm ơn chị đầu võ lúc nào cũng ủng hộ em nha. Em chúc chị tối nay trúng số 34 tặng quà cho em nha chị. Đúng rồi anh Cơ Nguyễn ơi. Cái vòng vậy nè. Mở cho bà tôi. Em lấy rồi. Nói vậy đúng không? Ừ, này nó có gì chứ không? Đó, tội nghiệp bảo vậy, bảo tốt mà. Còn có bà Tân Nguyễn nha. Nó nói bên Lai Hương Trần nó ghét bà chứ không phải ghét Tân Nguyễn. Ai? Thẳng. Ủa gì hả? Rồi dạ anh. Rồi em dạ cái ba Lộc Neo như mẹ nha. Lái cái gì? Em nói bà chứ nó nói hết bên thôi, hết thôi. Tụ má ăn gì mà lấy dữ vậy? Rồi đây. Rồi. Trời ơi, em chào chị thì giỏi nha. Nó thôi. Nói ghét bà chứ. Ăn đau lòng không, trăm cân cũng không. Dạ biết rồi anh Khanh ơi. Vô đây. Nói gì chứ có đồ gì chứ cũng cho chị Hà nha cái nhà. Nói gì chứ cũng có cấm lòng. Bỏ bao luôn à. Bỏ bao luôn. Chửi quá trời chửi. La quá trả. Đó nè, lấy có một miếng rồi. Chức tay dữ như trời. Lấy có một bao xíu à. Gì vợ chồng bảo đàng hoàng nhất cho nhóm đó. Quá đây đi. Nguyễn, để hậu lộc. Trời đúng rồi cha. Ok nhanh sang mời. Ok nhanh Thanh Lê Nhàn. Dám chê. Em hỏi gì chứ lúc còn trẻ vì làm nghề gì vậy? Nè có hỏi chứ hồi trẻ làm nghề gì có bán không? Đi làm gái. Rồi làm gái hả? Giá nhiều thường hồi xưa chứ. Đó là ở cầu qua năm mới về. Trời ơi, lý do làm gì bị ở cầu? Đi bụi đời. À bị bụi đời bị bắt hả? Có hồi xưa có làm nghề hai ngón gì chứ? Không. Ê đây không ai vậy? Ăn bột chiên đâu mày quan. Rồi đổi đi đổi luôn à. Hột dưa 50. Hay quá 60. Hạt bí 50. Hột dưa 30. Hột bí 20. Quá. Hạt dẻ 100. Hạt điều 70. Dẻ mới hạ giá xuống giá 100 giờ hạ xuống còn 50. Hạt điều 50. Đúng rồi. Hạt dẻ hột le cũng còn 30. Chị. Cảm ơn chị Mỹ Phương nha, donut nha. Mộng Mộng Cầm bị má chồng đuổi, anh Bảo tự nhiên ra khỏi nhóm sau trùng hợp bậy dậu. Trời ơi, cái nhào đó cũng có cái khúc mắc riêng nha, nhưng mà mấy cái đó chuyện cá nhân nên không có đem ra. Không thể giật áo cho người xem lưng nha cả nhà. Anh dậu lại đến mấy giờ em đi một shot. Cái về em like tiếp anh. Trời ơi. Ý là hỏi anh đi ủa đi với ai mới được. Nói chung là em like vui vẻ luôn nha mọi người, chắc cũng 2 tiếng mấy 3 tiếng á. Quên nữa. Còn nói chuyện thì mọi người khán giả còn đông thì em còn like nha. Khán giả thì em xuống like nha mọi người. Cảm ơn chị thì rõ nha. Bạn đặt cũng gói vui quá trời. Rồi đúng rồi, chủ yếu là vui vẻ, nói chung là không có gây cứng nha cả nhà. Đúng rồi anh Tài Lơi ơi. Đó cảm ơn chị Mỹ Phương donut 20.000 nha. Bích có ship về tỉnh không anh ơi? Có nha, bao nhiêu mình cũng xếp nha. Mới được có 50 rồi nha. Còn cứng gì nữa?
má này 20 à, của bà ở đâu? Của chị đào vỏ. Đào vỏ là nhiêu? 50 với 60 trăm mốt. Rồi giao đào vỏ em ấn tiền ra trước nha chị đào vỏ. Đúng rồi, mấy ổi vô thì tôi vớt à. Mà đếm coi nhiều chứ. Nó hồi cháu này quên nữa, mệt lắm. Mắc dịch luôn. Chào chị Xuân ơi. Rồi chị Nguyễn Vy chào chị Xuân nè, chị Nguyễn Vy chào chị Xuân nè. Chào. Thấy buôn bán vui vẻ mình cũng vui like chúc mừng rồi. Có 10 ngàn gì chất ơi. Ngày nào cũng like nha em dậu. Ơi bậy rồi nha, cái nào bán là bán, đâu cho là cho đi chứ. Like nha, mỗi ngày nói chuyện vui vẻ nha. Ai nói má mày giao mình tâm rồi, cảm ơn chị. Trời ơi. Đủ má mày giao mình tâm cho đây có tối nữa 10 ngàn đi. Cho con cái túi làm kỷ niệm được không gì chất. Cho luôn qua đây. Này chất của bà Gan á. Lại nhiều. Lần này nè. Thôi. Con cái à. Bữa mai ba bốn cái mày nói gì vậy? Đem đâu có cho luôn. Rồi cho luôn nha anh Sang Mai, chị Sang Mai ơi, Sang Mai ơi. Ra đây lấy đi chị, ra đây đi chị ơi, vậy chứ không cho lại của em cưỡng chế luôn chị ơi. Ok nha chị Mỹ Phương, trả tiền cho bà chức giùm chị luôn nha. Còn dạ ok em trả 101 rồi chị ơi. Chửi gì chứ quá xa. Chị chức có bán cá khô, khô cá cha hồ biển không? Biển hồ không? Có, mới đem qua. Tối gì chất đựng cá nhiều huyền á cả đúng rồi nha anh Tài rồi cái đó chưa qua đi trả để từ nãy giờ chúng như là trả hết rồi nha anh Lộc dạ ok nha chị cảm ơn chị nha là gì chứ còn thiếu con 104 nha 104 gì bịch mít đúng không bịch mít đợi lát rồi bán hết trứng có tiền còn có lấy cú kiệu không chưa biết để đi mỗi ngày đụng má nó dồn tiền lắm không à chưa bán kênh nữa hả dậu trời em đến bán kênh nữa anh Hoàng Lâm ơi mà em chợt suy nghĩ lại bán kênh em, phải đi Mỹ mới được em phải đi Mỹ mới được em không đi Mỹ được em không có bán kênh được nha anh Hoàng Lâm ơi dịch khi nào nhất đụng chuyện với Tấn Nguyện báo con nha dân quận tư lúc nào cũng sẵn sàng chơi hết mình với gì chất trời ơi hay quá cô ba ơi anh mỹ nữ chơi hết mình với gì chất luôn kìa anh mỹ nữ anh mỹ nữ chịu khô cá cha hơn chừng gì chất có bán không trời ơi bán không chất đó mua mấy ký ở một mấy ký bán luôn nha anh Duy Phương ơi cái gì cũng bán nha anh thấy buôn bán thấy vui dạ ok nha chị Bính Ngọc chủ yếu là vui vẻ thôi chứ của em là không có drama nhiều nha mấy em không đập nó để anh đập nó trời ơi anh đập là chuyện của anh cứ để của em vô thế hoài à anh yêu em như thế đừng đưa của em vô thế nha sao anh lại như thế lại đưa em như thế đúng rồi thế nữa. Coi anh em YouTube quay nhóm lâu anh thấy anh em cũng vui vẻ có mỏ nhóc kia láo nháo thôi trời ơi nói chung ai nó ra quán gọi anh chạy ra đập nó chờ anh quay clip là anh biết à hát lên bà chết ủng hộ rồi đó đúng rồi chết gì đào vỏ ủng hộ rồi kìa hát lên vô à la 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 má em chiều hôm đi từng nhà tía em chiều hôm đi từng nhà vô má em chiều hôm đi từng nhà tía em chiều hôm đi từng nhà má em là một người nông dân má em là một người nông dân tía má em là một người nông dân tí em là một âm dân hơi quá mà bán cà phê ơi sao đẩy má vô vậy con đó vui vẻ nha cả nhà ơi bán một lạng ăn thử đi gì chứ đó nãy giờ chúng ta bán được 6 bịch nãy là chị kia lấy 1 bịch đây mỗi người 1 anh bịch anh để số điện thoại lại chứ. Nó ra quán gọi cho anh ok nha Lê Thanh Nhàn ơi bán một lạng ăn thử đi gì chứ trời ơi gì phước lạng gì mới được lạng hột vịt hay sao anh hay là hồi giờ là hột dưa anh hột dưa là bán lẻ luôn nha mọi người không bán hộp nha đúng rồi một hộp dưa bán lẻ 20 một lạng nha em hỏi gì chứ có bán đồ ăn đồ quỳ ăn cơm có không có cá hay lạp xưởng rồi là sao để không hiểu luôn á không có nha má chồng nói chỉ có bán trứng thôi chứ biết nhà nó không gà anh qua đập nó luôn cho nó sợ trời ơi mày không biết nhà nha anh lên anh Nhàn ơi nói chung là ở tha lắm tha lắm tha tha lắm mày chào nó ở đâu nó giống như cái hàng tí vậy đó quýnh đôi hầm quýnh tòng bỏ qua đi em ơi vui vẻ tết trời bỏ qua anh ơi vậy chứ kêu là quay đầu làm bờ ơi quay đầu là bờ cải tà quy chính vậy chứ anh Sang Mai chị Sang Mai hỏi trước là chị sức coi giùm con tuổi thình hợp với tuổi nào trong năm nay coi bói tuổi thình hợp với tuổi cọp tuổi cọp hả thì con hỏi gì chất hay chất mình đến với nhau đi năm mai mình giết con đó con tuổi thình nè tết mình chạy thôi chất có người mua thêm 10.000 nữa đi chất 10.000 gì 10.000 đó trứng có bán 10.000 không có lấy 10.000 trứng đi chất ơi luộc sẵn luôn nha ship ra còn Sài Gòn nha chất bạch tăng là mối của em làm ngoài á trời ơi không cứ khoe người hoài cảm ơn mỹ nương nha mỹ nữ nha cảm ơn chị mỹ nữ rồi chào Ngọc Khiết Lăng nha con gà trời ơi
anh Thanh Lê Nhàn có thù không đội trời chung với nó mà, trời ơi. Nhìn mặt chất xạo quá, trời ơi. Còn cái nói nhìn mặt chất xạo à. Chị chất quá nói là đó giờ lúc nào có nào cũng sống thật đâu mà không xạo. Em ở quận 4 phường nào vậy em? Né quán gì xưng đi fan ơi. 198 anh em không được phải lo nha em. Để ghế cho anh ngồi lại chút không? Rồi ngồi chơi anh chút không? Nè em bán đủ thứ này à, bán này thôi này, thứ này. Rồi còn mém nói rồi. Em ngồi giữa đây toàn đọc cái gì đọc like luôn để cho thúc uống gì. Trời ơi, bệnh quá, tay chân giò nó sưng hết mà ông kêu con ngồi đứng. Đứng sao nổi. Bớt rồi mới ra bán lại đó. Kiếm tiền cũng thuốc, cha ơi. Hỏi anh Phúc Ông lại ghé ghè chất, thắt thắt thằng ảnh đi. Trời ơi, thấy đồ mà hát cái gì. Anh Phúc Ông đó. Phải ổng không, thấy đồ. Ồ, anh Phúc Ông đó. Ờ, nhớ ra rồi. Nhớ chưa? Anh chờ nó xuất hiện. Đồ giả đồ thật nó ra quán xem. Xem lâu mắt không. Tuổi 1979 sao gì chức ơi. Chức gì gì sức khỏe nha gì. Tuổi 19 là tụi cho con gì. 1979, 1978 là tuổi con ngựa. 1979 là tuổi con gì ta. Ngựa năm nay mà ăn được. Không, con dê. Con dê, con dê. Mà ăn được hết á, chỉ tuổi con rồng. Con rồng là được cái gì chứ. Nguyên con nhưng nguyên con nhưng mà làm ăn được đúng rồi chứ. Làm ăn được. Có tiền có tài đúng rồi chứ. Có vợ rồi chứ. Không. Sao vậy con chưa có vợ mà. Con có vợ không? Con có vợ không? Không. Trời ơi đụng má ông Nhôm mà đòi vợ. Ủa ông Nhôm không được vợ có ông Nhôm. Đi. Hạt dưa mà 6 chục. Đúng rồi, hạt bí 5 chục. Hạt điều là 30 chục. Hạt điều 70, hạt bí 50, quảng cáo mất đi chứ. Mít nàng 140, chiếc thuyền có 160, 160, muôn bạch cặn đập. Kính tiền hai bệt. Thôi cho đi. Trời chứ ta cũng đi xin bình luận nói là dậu ơi, chị bận chở đi tập tạ, tập gym rồi, cho nên là không mua chứng gì chứ đâu nhé. Rồi giữ, chứ giúp tự bán đi. Rồi, xong luôn rồi, giữ bán luôn rồi chứ coi. Nãy giờ chứng chưa bán xong rồi đi rao cho cháu rể. Dứt, rao chứng gì dứt. Rao chứng lên. Mẹ. Mày giang hồ mạng hả anh Nhàn, trời ơi. Mừng luôn rồi. Anh Vinh chứ không quá, con ghẹo quá. Anh Vinh chứ không phải là Vĩnh nha, chị Quyền, nguyên clip Hưng Trần quay, nói chung là bển giỡn nha cả nhà ơi. Nói chung vui vẻ thôi cả nhà ơi, không có gì hết nha. Bà chức cho con thử 2 triệu xem coi bà chức. Rồi. Ý là xin chị giàu giỏi kêu chị cho gì chức cho 2 triệu thử xem đi. Cho luôn. Cái túi mà chứ không đủ 2 triệu đâu. Cả nhà uống nước đi. Cô mời nè. Ủng hộ gì sân, ok. Cảm ơn cô Bi Sim nha cô. Cậu ơi, mình mới chuyển 100k cho gì chứ. Uống cà phê nha, kiểm tra xem qua chưa. Rồi ok nha chị Mỹ Nữ. Chút nữa em coi kiểm tra nha chị anh Mỹ Nữ ơi. Không rồi, giang cái hồ giò chung vậy làm cho hết anh. Không giang hồ. Em chung quá trời. Không giang hồ không, đúng rồi. Tiểu đường đó, bị cái một ghẻ này nó ăn. Đó, một lời thách thức rất là kinh động. Vào quán gì chưng chuẩn bị dẹp nha cả nhà. Họ cả hẹn ra quán gì sưng sử luôn rồi chứ. Trời để cho bán đi mấy đại ca ơi. Vậy chắc lấy quần Tuấn Nguyễn mặc đốt đi, ảnh sẽ về bên gì à. Trời ơi chơi bùa á trời, còn nhỏ mà hỗn láo là mệt. Sống phải đàng hoàng nha, nhiều người canh thắng heo lắm em trai. Trời ơi căng quá gì ta. Ốm nhôm đòi vợ cười xỉu, trời ốm ốm chứ là ốm ốm là một thầy nha. Cái đó gậy gậy là một thầy. Vợ 13 tuổi rồi đó mấy ba. Gì ghê á, anh giọng á. Anh dậu người ta không biết. À ghê gì cả, biết hết luôn cái gì chứ cũng biết á trời. Sáng giờ 6-7 nhiều chuyện trời ơi. Bà chức bán trứng cho thử không trời. Cho nha, nếu anh ra đây thì cho thử nha. Anh dậu yêu Quỳnh đi anh dậu trời ơi. À Quỳnh giờ có người để ý rồi nha anh Cầu 90 ơi. Anh Long Trình Phiêu đang để ý với Quỳnh nha. Em không giành giật với anh với anh Long Trình Phiêu được nha anh Cầu 90 hồi ơi. Trước ghé quán gì sưng thấy anh cả hiền dễ thương nha, kinh cả mức đúng rồi. Anh cả là một người anh rất là tốt nha, lúc nào cũng đàng hoàng, nói chung là ảnh sống gầy dạng là có âm đó. Em mà vô người YouTube đường là cũng do anh cả hướng dẫn em vô luôn nha anh Tài Lai ơi. Ở mức ảnh mức rồi, anh cũng bất ngờ luôn nha. Mới tối uống cà phê ok nha, anh sống gì ai rồi. Nói chung anh Hương Trần like có sao đâu, nói chung like vui vẻ mà cả nhà. Tiền đâu bà chức kìa, coi chị giàu rõ xin chức 2 triệu rồi. Cho luôn. Cho luôn mất bán trứng không có được chịu giữ nó đâu cho mực ngay chịu. Trời ơi nghĩ sao vậy, mất đó coi túi còn đựng nhiêu. Trời ơi không tới được chịu giữ nữa. Mày trốn lấy cái nick không đúng tên, tưởng người khác không biết mày hả, mày khách cả thức tao trời ơi.
Ờ, có người qua luôn. Trời, qua luôn. Khách qua nữa, trời ơi. Khách qua nữa Nhất ơi. Trời ơi. Huy ơi, con đến đâu rồi? Có nào anh định Huy không ta? Ờ, anh Huy tới rồi cả nhà ơi. Anh Huy tới luôn rồi nha, con Bixin ơi. Rồi, đúng rồi, cô vừa nhắn cái là anh Huy tới luôn. Có đâu cô? Đây nè, mấy mốt bà lấy đâu là lại đây liền. Trời, bà lấy đâu? Lai nói chuyện vui vẻ thôi mọi người, đừng ghê. Dạ ok, vui vẻ mà Trang Nguyễn ơi, xem clip để giải trí mà. Cao biết mày hai khứ cốc rồi, đừng có hành xử trời ơi. Điều gì chức nghỉ bán đi để dành mai bán tiếp. Đó giờ có cô Bi Sim mẫu hết rồi nha. Bây giờ chương trình bán trứng xin kết thúc nha. Bắt đầu chương trình bán hạt dưa nha, với hạt mít nha, hạt điều nha cả nhà. 60 trứng hầm với muối. 60 con Bixin đó, con Bixin chắc có những con Bixin này chắc mấy bữa con nghỉ nha con. Ủa, Bixin con Bixin có mời nước đó, gì xin tính tiền vô chung với con 620 nha. Dạ nước thì tính một chai 15 đi, 4 chai 60 rồi với tiền đồ của em. Ờ, 60 rồi, 680. Dạ con đâu chửi, nó chuyển là qua đây quậy. Rồi trứng nhiêu? 60 chứ bách thảo, 60 chứ bách thảo nhìn cho 60. Đó, 10. Muối ai nhìn cho 50, nhìn cho 50. Nhìn cho 5. 50. 5. 300. 300. Muối 300. Bách thảo nhiều. Ở đây một dĩ là nhiêu trứng gì vậy Dân? 30. 60. 60. 70. 90. 92, 94, 98, 100, 102, 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 102. Đó, chào 233 người đang xem nha, mọi người xem vui vẻ nha. Thôi bỏ qua đi Thanh Ly Nhàn ơi, vui vẻ mà. Thắng nó chửi mấy thằng YouTube kích cho Kính Nguyễn chửi nó đó, trời ơi có cả. Đó cái đó là comment hay cherry, cái đó comment hay là chính miệng nói. Cười chết trời ơi. Ủa là sao nãy 60 chục, 80 chục. Để 80 nhân cho này 740 đúng không? Ừ, 80 nhân cho là 60. 80 nhân cho 60. Nhân cho 6. Ừ. 80 nhân 6 480 cộng 740. Ly nói chuyện, kênh đẹp cái gì kênh Ly. Cộng dạ, alo. Anh vô bấm bằng á. 80 nhân cho 6 bằng. Rồi cộng 740 đi. Triệu 2, 20. Cộng 680 nữa. Cộng 680 của con Toàn nữa. Là 1 triệu 9. Cộng đó là 1 triệu 9 luôn á. Tiền chứng với tiền hàng của con Toàn là 1 triệu 9 á. Rồi còn tiền nước thì chưa tính. Tiền chứng với tiền không, tính luôn á. Tính luôn tiền nước luôn á. Tại nãy đồ hàng của em là 620 với tiền nước. Rồi, tiền nước 6, 60 nữa là 1 triệu 9 á. Rồi 1 triệu 9 á, 1 triệu 9 á. Cộng đó là 1 triệu 9 nha cô Bixin ơi. Không trả vàng nha. Thôi em trai ơi, làm đi, đừng nói 2024 rồi còn cách sống như thằng nít ganh. Nít ganh rồi, nói chung á, cái người làm trời thấy nha cả nhà. Xong quán gì xong đây, đừng quậy quán gì xong chứ có cái miệng hay là như vậy thôi, chứ tầm mã không có xấu tính rộng rãi thảo ăn. Dạ đúng rồi nha chị, đi biết anh nhận 100k chưa dậu, anh vuốt xuống coi thử đi. Nếu rồi vuốt xuống đồn coi đồn không, nó có báo mình không có báo hả? Báo là nhắn mình kia. Cái này phải bấm rồi, từ từ nha, lát cái gì có là mai anh gà đưa anh gà sẽ quay clip lại nha cô ba ơi. Cô ba mời nước mọi người á. Ủa đưa giùm mình hay mời nước? Đưa mua anh Mỹ Nữ ơi, là mời nước mọi người uống đúng không anh Mỹ Nữ ơi? Từ sáng giờ chiều bả không bán được mặt đúng rồi, giờ bán được gần hết bả vui rồi. Dạ đúng rồi cà lơi chứ, chiều giờ là từ 11 giờ tới 4 giờ chiều là không ai mở hàng luôn á chị ơi. Có anh ơi rồi đó bà chích ơi. Trời mấy con triệu chín nè chị ơi, chưa đủ 2 triệu chị đào vỏ ơi, sao mà cho chị mượn được 2 triệu chị đào vỏ ơi. Không không, triệu chín trừ tiền em của 620. Ờ vậy có triệu 3 à, có triệu 3 có triệu 2 mấy à. Trừ của em nữa. Trời ơi, siết hết luôn. Trời siết hết luôn hả? Trời ơi là trời, chết ơi. Bán trứng mà chưa gì đó siết nợ rồi kìa, chết ơi. Cho mình xin một miếng mít sấy đi Toàn. Dạ ok nha anh, bữa nào ăn thì em ship qua luôn nha anh ơi.
2024 rồi, em đừng có giang hồ ủng hộ gì hết. Rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn cô Tony, cô đó cô biết xin. Tao ủng hộ cho gì chứ? Đứa này vô lọt không? Lọt lọt. Đang lại đó mày chạy ra liền đi, tao chạy lại. Thôi, hai anh hùng bàn phím quá, trời ơi đừng có gây nữa. Ở quá gì Xuân nha. Anh Xuân bán đi.